Thợ da Lecast xin chào các bạn. Nếu mùa đông các bạn cần một chiếc túi to để có thể giữ ấm cho cơ thể thì mùa hè này hãy thử đổi mới bằng một chiếc Maris mới mẻ và năng động này nhé. Maris có kích thước ngang là 19cm, cao là 23cm và có độ rộng đáy là 9cm. Với một chiếc túi như này, bạn có thể để được một chiếc ví dài, hai quyển sổ, một hộp kính mát, đồ mỹ phẩm cơ bản và có ngăn riêng để có thể đựng thẻ, sạc điện thoại hay là tai nghe. Sản phẩm có một dây móc để có thể móc chìa khóa, giúp bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm và không bị rơi. Ngoài ra, Maris sẽ có thêm hai ngăn phụ, một ngăn ở mặt trước với thiết kế khóa kéo và một ngăn ở mặt sau với thiết kế cúc hít nam châm để có thể phân chia đồ dùng ngăn nắp và gọn gàng hơn. Với thiết kế linh hoạt, Maris chính là chiếc túi 3-trong-1 được sử dụng rất tiện lợi và nhỏ gọn. Sử dụng Maris như một chiếc ba lô đeo lưng sẽ đem lại một cảm giác trẻ trung, vui tươi và có phần nhí nhảnh. Nếu bạn muốn biến chiếc ba lô của mình thành một chiếc túi đeo chéo, hãy cài qua sang hai bên hông để năng động hơn cho các buổi dạo phố và shopping. Ngoài hai cách trên, bạn cũng có thể cất dây đeo và sử dụng như một chiếc túi xách bình thường. Maris sẽ là một phụ kiện tô điểm thêm sự cá tính, sang trọng cho bộ outfit của bạn. Maris lần này mang đến 12 màu sắc từ cổ điển, trung tính đến nổi bật, phù hợp với mọi loại phong cách, từ nhẹ nhàng, năng động hay cá tính. Mở đầu bằng hai màu sắc có tông màu phối tương phản nhưng lại mang phong cách đối lập nhau. Nếu bạn đang cần tìm một chiếc túi có màu sắc phối mới mẻ và thú vị thì phải để ý ngay đến bạn cam đất phố Olive này nhé. Sắc xanh mang lại cảm giác mướt mát, êm dịu, kết hợp cùng với màu cam đất giúp tôn thêm nét thanh lịch và hiện đại. Xanh than phối với đỏ lần đầu tiên được góp mặt gây ấn tượng bởi sự pha trộn màu sắc, gam màu xanh than kết hợp với màu đỏ tạo nên một tổng thể mới mẻ, năng động và phù hợp cho những bạn nào thích sự cá tính. Nâu đỏ sáp mang tới sự cổ điển và sang trọng. Dòng da này càng dùng da sẽ càng xuống nước, óng ả và mềm mướt hơn. Đặc biệt với các đường may được quàng chỉ khéo léo, phối chỉ trắng trên nền da sáp sẽ tạo điểm nhấn, giúp chiếc túi trở nên sắc nét, ấn tượng và thu hút hơn rất nhiều. Khi nhắc đến da thật sẽ không thể thiếu đến đó chính là màu nâu bò. Đây là một gam màu mang tới sự thoải mái, an toàn và không bao giờ lỗi mốt. Với những bạn theo phong thái nhẹ nhàng thì nâu bò sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất đó nhé. Đen là một màu sắc cơ bản có thể kết hợp với rất nhiều các loại trang phục khác nhau. Sắc đen quyến rũ chắc chắn sẽ làm bạn nổi bật theo cách riêng của mình. Phần thân da đen hạt phối cùng qua da đen trơn tuy đơn giản nhưng lại không hề nhàm chán. Đen luôn là màu sắc cực kỳ dễ tính và có thể chiều lòng tất cả mọi người. Một gam màu trung tính mới hoàn toàn nhưng không hề kén da, giống như một viên sô-cô-la ngọt ngào. Dù bạn theo phong cách sang trọng hay ưu chuộng sự năng động thì Dark Choco vẫn sẽ luôn là sự lựa chọn số 1 không thể nào bỏ qua. Màu xám tạo cảm giác dễ chịu và cân bằng, nó mang những nét mạnh mẽ, bí ẩn bởi thiết kế quai phối màu xám tro, nhưng bên cạnh đó cũng là nét thanh khiết, trang nhã của màu xám khói. Một chiếc Maris xám khói là một tổng thể hoàn hảo, kết hợp với những đường chỉ màu trắng nhẹ nhàng, khiến bạn cảm giác như khoác lên một vẻ đẹp tinh tế và dịu dàng. Nếu có một màu có thể khiến bạn nổi bật so với đám đông thì đó chắc chắn sẽ là màu đỏ san hô. Đây cũng là tông màu rực rỡ nhất của Maris, mang đến điểm nhấn ấn tượng cho bộ trang phục của bạn. Màu đỏ ớt với chất da bóng nhẹ đi kèm với gam màu đỏ tôn trầm sang trọng, chiếc ba lô tối giản trẻ trung như được nâng cấp thành một món đồ sành điệu hơn, phù hợp với các bữa tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm hay những buổi gặp mặt khách hàng. Với chất da dày dặn nhất trong bộ ba màu đỏ, khi chạm vào các bạn sẽ cảm nhận thấy da lì, chắc tay, màu sắc có pha chút sắc mận nên sẽ trầm và đậm hơn những sắc đỏ bình thường khác. Màu này sẽ mang đến nét đẹp sang chảnh, quyến rũ và có chút bí ẩn. Kết thúc bộ màu sắc lần này, Lecast muốn gửi tới hai màu sắc mang tới sự tươi tắn của mùa hè. Xanh két là màu sắc chưa bao giờ có tại các sản phẩm của Lecast. Sắc xanh có ưu điểm là gam màu trẻ trung, năng động, khiến bạn trở nên thời thượng hơn. Khi kết hợp cùng trang phục gam màu trung tính, sẽ càng tôn lên nét thanh nhã của bạn. Xanh ô liu không chỉ là gam màu thể hiện cho sự tươi trẻ, tinh tế và thời trang, gam màu này còn có trong đó sự ấm áp, năng động của màu vàng. Gam màu xanh trầm lắng này sẽ là một nét chống phá mới mẻ cho trang phục mùa hè của bạn được dịu mát và mới lạ hơn. Mùa hè này, hãy để Maris giúp bạn cảm thấy thư giãn, mát mẻ và tươi tắn hơn trong cái nắng gay gắt. Như một nguồn năng lượng tươi mới, Maris sẽ là một khởi đầu mới cho một mùa hè thật tươi mát. Hãy ghé thăm Lecast để khám phá và mua sắm ngay nhé! Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lecast để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ da Lecast xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.